Tao đố mày, trong các con vật, con nào đi tới đâu mà người ta cũng vỗ tay, đó là con gì? Quá dễ, mấy con khỉ trong sở thú, con cọp, con hổ, con voi. Sai bét. Chứ con gì? Con mà người ta đi tới đâu người ta cũng phải vỗ tay, đó là con mũi. Mày thấy nó bay tới mà mày không vỗ tay nó cắn chết cha mày. Chơi mẹo không? Mẹo có quyền tôi đố lại ông. Đố lại. Bây giờ ông hãy nghe cho rõ nè. Phải không? Trên cành cây có một bầy chim đang đậu. Có một người thợ săn cầm súng bắn một cái rầm. Chết mấy con? Chết một con. Sai. Không chết con nào. Tại sao? Thì tại bắn hụt. Sai luôn. Vậy chứ chết mấy con? Chết 15 con. Tại sao mà 15 con? Rầm 15. Sao vậy? Tôi nói thiệt nha, ông không bằng trí nhớ của tôi đâu, không bằng thông minh của tôi đâu. Nhà ông tuy mà để mấy cái liễn này, thực chất ông không hiểu ý nghĩa của nó đâu. Bây giờ tôi hỏi ông nè, cái câu này, hoa quả hổ quả bì, ngu quả cốt. Là ngu, gì? Có mày mới ngu. Cái này là nan ông nội.